thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có buổi làm việc trực tuyến với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Sơn Trà trong thời gian đến. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị. Sau 5 năm triển khai kết luận số 89 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, lĩnh vực phát triển kinh tế của quận Sơn Trà giai đoạn 2017-2019 trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng đề ra. Hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh, nhất là dịch vụ du lịch. Khai thác thủy sản của quận vẫn là địa bàn trọng điểm về ngư nghiệp của thành phố. Công tác phát triển kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư, văn hóa xã hội có chuyển biến rõ rệt. Quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Hội nghị cũng nêu ra những mặt hạn chế tồn tại của quận Sơn Trà trong triển khai thực hiện kết luận số 89 trên từng lĩnh vực. Trong đó, ngoài những nguyên nhân khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan như phương thức làm việc của một số cấp ủy, chính quyền chậm đổi mới, năng lực quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị địa phương còn hạn chế. Qua nghe báo cáo, thảo luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả kết luận số 89, đạt được những kết quả tích cực, tạo diện mạo mới cho địa phương, đồng thời đề nghị Quận ủy Sơn Trà tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tạo cơ sở nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra, đưa quận Sơn Trà tiếp tục phát triển xứng tầm với vai trò và vị thế của mình trong thời gian tới. Chúng ta vẫn thống nhất là xây dựng quận Sơn Trà phát triển nhanh bền vững và trở thành đô thị văn minh hiện đại, là trọng điểm về du lịch, dịch vụ, thương mại. Và hiện nay chúng ta thêm một nội dung nữa so với cái 89 ấy, đó là trọng điểm về tài chính. Cái này thì nó phù hợp với cái quy hoạch. Và đây tôi có so sánh lại với lại cái kết luận 89 thì đây là một cái điểm mới. Thì tôi đề nghị các đồng chí phải hết sức quan tâm cái nội dung này. Bí thư Thành ủy đề nghị quận Sơn Trà cần nghiên cứu kỹ lưỡng nghị quyết 36 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 để đưa kinh tế biển phát triển đúng hướng, đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu đề xuất tham mưu về quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch thành phố, đề xuất các khu vực cần quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và định hướng phát triển của quận, quan tâm nghiên cứu quy hoạch phân khu tài chính. Cùng với đó, triển khai hiệu quả công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng trên địa bàn, tiếp tục quan tâm đề xuất hoàn thiện trục giao thông Đông Tây và xem bảo vệ môi trường phải là ưu tiên hàng đầu. Tập trung vào bảo vệ khu bán đảo Sơn Trà, quản lý chặt chẽ về môi trường, nhất là môi trường biển và quản lý bãi biển. Và các ông chí phải xác định đây là cái nguồn tài nguyên, nguồn lực của quận. Và nếu các ông chí mất đi thì cũng chính là chúng ta là mất đi các ưu thế, các cái nguồn lực của mình. Và tôi xin nhắc lại, nếu các ông chí để những cái hạn chế xảy ra trong những cái lĩnh vực mà tôi vừa nêu, là Ban Thường vụ Quận ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy. Bởi vì đấy là tài nguyên, đấy là nguồn lực mà công chí làm mất đi. Tôi nói ví dụ, bây giờ công chí không làm tốt công tác quản lý về môi trường mà để ô nhiễm biển thì tôi xin thưa với công chí không ai người ta đến. Và công chí đã không ai đến thì công chí không bao giờ phát triển được du lịch. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Thành ủy đề nghị Sơn Trà cần tiếp tục phát huy đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng biển Sơn Trà, tập trung nâng cao đời sống người dân, quan tâm đời sống của những người dân lao động, sớm xây dựng đề án về việc cải tạo các khu chung cư xuống cấp, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, tạo môi trường an toàn cho người dân và du khách khi đến với Sơn Trà.